Trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang Nguyễn Thanh Hoài bị đình chỉ nhiệm vụ. Nguyễn Thanh Hoài được xác định là người giao chìa khóa nơi lưu trữ bài thi cho ông Vũ Trọng Lương, người trực tiếp sửa điểm. Sáng ngày 20 tháng 7, cơ quan điều tra công an tỉnh Hà Giang đã khám xét nhà ông Vũ Trọng Lương, người trực tiếp sửa điểm cho 144 thí sinh trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018. Theo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đã ban hành quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ liên quan tới kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hà Giang đối với ông Nguyễn Thanh Hoài, trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang, phó trưởng ban chấm thi, trưởng ban thư ký hội đồng thi vì những sai phạm liên quan đến kỳ thi. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Sơn, bí thư ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang vừa ký báo cáo gửi tới Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang về tình hình tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. Hội đồng thi đã ban hành quyết định thành lập các ban tổ giúp việc của hội đồng, chỉ đạo các ban tổ giúp việc tiến hành triển khai các nhiệm vụ theo quy chế thi. Căn cứ kết quả kiểm tra rà soát sơ bộ, Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đã ban hành quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ liên quan tới kỳ thi đối với ông Nguyễn Thanh Hoài, trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, phó trưởng ban chấm thi, trưởng ban thư ký hội đồng thi. Ông Hoài được xác định đã đưa chìa khóa nơi lưu trữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm của ông cho ông Vũ Trọng Lương trái với quy chế. Trước đó, vụ việc gian lận thi cử Hà Giang đang gây chấn động cả nước khi dư luận xôn xao về điểm cao bất thường và tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuộc kiểm tra đã phát hiện thành viên của hội đồng thi tỉnh này đã can thiệp vào 330 bài thi trắc nghiệm của 114 thí sinh để nâng điểm cho các em. Có những bài thi được nâng điểm từ 1 lên 9 điểm, có thí sinh được nâng khống lên tới 29,95 điểm. Bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hoài, trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. Ngày 23 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Nguyễn Thanh Hoài về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Liên quan đến vụ nâng điểm cho 114 thí sinh với trên 330 bài thi tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, ngày 23 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm bị can để tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hoài, trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công. Ông Nguyễn Thanh Hoài, sinh năm 1969, trú tại tổ 7, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, phó trưởng ban chấm thi, trưởng ban thư ký hội đồng thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 tại Hà Giang, được xác định là người đã giao chìa khóa nơi lưu trữ bài thi cho ông Vũ Trọng Lương, người trực tiếp sửa điểm cho các thí sinh trái với quy chế. Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã vào cuộc kiểm tra, phát hiện có sự can thiệp vào kết quả thi của 114 thí sinh với trên 330 bài thi trắc nghiệm. Có những bài thi được nâng từ 1 lên tới 9 điểm, có thí sinh được nâng khống tăng thêm tới 29,95 điểm. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ việc khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Vũ Trọng Lương là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh tại Hà Giang về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự.